Ôi tôi nhớ hôm nào mình cùng đi thi đấu với nhau. Ông còn nhớ không, ông thích đi màu đỏ. Tôi đã tặng ông rồi khi mà mặc hãy nhớ đến tôi. Năm nào ơi ông còn nhớ chẳng thi đấu SEA Games Menino. Tôi đã mua tặng ông một cái quần sót màu trắng. Thế hôm nay con chi anh của phố ở hai bên đùi ngắm một bông hoa. Hãy nhớ mấy lần mà nó mà nghĩ đến tao thể thao. Ngọc Hoàng ơi, trời ơi biết bao giờ lại có dịp đi chọn sao cạo râu. Trời đất ơi, tôi nhớ nơi đây. Ngọc Hoàng nhớ nhắn với Thiên Lôi, lần sau có tập tạ thì tập ít tôi, vì không có người nắm bóp lưng vai. Trời ơi, tôi phải sang nơi đây tập tư. Hằng Nga, cầm tay em đi dạo phố để cùng chém gió và uống trà chanh. Tôi nhớ từng gốc cây ngọt cỏ, nhớ từng làn gió đường mây. Còn cái gì nữa nhỉ? À đây rồi, cây ghế. Nhớ từng gốc cây ngọt cỏ, từng làn gió đường mây. Còn cái gì nữa nhỉ? À đây, ôi cái ghế. Cái ghế mà Ngọc Hoàng vẫn thường ngự lại khi các táo lên chầu với cuối năm. Chiếc ghế này vô cùng thân thiết, nơi đây Ngọc Hoàng ngồi một chỗ mà không bao giờ nói câu gì, chỉ tính toán mới phán một hai câu. Nhưng câu nào Ngọc Hoàng phán ra là đều là những câu sấm sét. Ví dụ như câu vừa rồi, thần đã bái về hưu. Ví dụ như câu vừa rồi, thần đã phải về quê đuổi vịt và chăn gà cho lợn. Chỉ có nói một vài câu vậy mà những lời phán của Ngọc Hoàng vô cùng sấm sét. Chỉ một câu nữa đùa nữa thật mà thần đã phải về quê. Trời ơi, Ngọc Hoàng thì thôi. Vâng, thế thôi. Trời ơi, Ngọc Hoàng ơi, sao hát nhiều như vậy mà ở dưới không có một chàng vỗ tay. Vỗ tay thì hát tiếp, mà không vỗ tay thì thần không hát được nữa. Nếu vỗ tay thì thần sẽ hát tiếp, còn không vỗ tay thì thần sẽ hát từ giờ đến sáng ngày mai. Ngọc Hoàng ơi. Rồi, chị Phương Phê, thắng rồi.